Xin chào các bác nha. Thì đây là một bịch quay mồi cám tổng hợp Coca Vui nhé. Lần đầu tiên thì xin cảm ơn tất cả các bác nào đã ủng hộ cái sản phẩm mồi Coca tổng hợp Coca Vui trong suốt cái thời gian vừa qua. Thì sắp tới em sẽ làm một cái tem như này, à, tem dán như này, vừa có cái hướng dẫn sử dụng, cách dùng và cái cách bảo quản các bác nhé. Đây các bác nhé. Thì đợt này em sẽ làm lại một cái logo biểu tượng cho cái kênh Câu Cá Vui, biểu tượng cho cộng đồng câu cá vui các bác nhé. Thì slogan của cái kênh Câu Cá Vui là đã đi câu là phải vui các bác nhé. Và muốn vui nó có, nói chung là nó có rất nhiều ý nghĩa. Cái từ câu cá vui có nhiều ý nghĩa lắm các bạn. Thì cái ý nghĩa mục đích đầu tiên em hướng đến đó chính là mang niềm vui cho các bác. Vì vậy những cái sản phẩm cám của bên em luôn đặt cái chất lượng lên hàng đầu các bác nhé. Chất lượng hàng đầu, số lượng thì sản lượng có thể là ít, không cung cấp được nhiều hơn các bác, nhưng mà đã giao hàng đến các bác là phải chất lượng. Đấy, có rất nhiều bác lên hàng rồi. Các bác lấy sản phẩm của em thì từ Bắc đến Nam, tất cả các vùng, tất cả các nơi đều lên hàng các bác nhé. Từ Đồng Nai đến Kon Tum các thứ đấy, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, rồi thì Quảng Nam, nói chung khá là nhiều các bác. Đắk Lắk, Đồng Nai có hết. Cũng có các bác lấy sản phẩm mà đã lên được cá, mà thường các bác lên cá rất là to, cá chép, cá chấm, cá chùi, các bác vùng các bác to thật đấy. Chả bùi chỗ em thì cá nó nhỏ thôi, không có nhiều cá to, vì kích chả nó nhiều quá đấy, còn ít, thỉnh thoảng mới được con thôi. Rồi bây giờ pha mồi con nhé. Pha mồi thì đầu tiên các bác cứ cho mồi ra chậu. Các bác câu bao nhiêu cho gần đấy, thường thì em xem một buổi em cùng nắm câu đến một mình em câu thì cũng không phải là một buổi, em thường đi bây giờ em chỉ đi được tầm khoảng 2 tiếng buổi chiều thôi. Vì vậy em pha rất là ít. 2 tiếng đến 3 tiếng buổi chiều. Còn lại thời gian thì em dành để làm công việc chính và làm cám hơn các bác. Nhiều bác cũng kêu em đi tìm các điểm mới đi, rồi đi xa hơn đi. Nhưng thực sự các bác này không có thời gian các bác. Em mà có thời gian em đi ngay, không có thời gian. Làm bây giờ nó quá là ít rồi. Khi pha mồi câu các bác cho đây nhé, cho vào chậu này. Xong các bác cho nước vào. Các bác cứ cho nước từ từ vào. Đấy, cho nước từ từ vào xong các bác chúng lại trộn đều ấy. Khuấy đều tay lên thì khi nào cảm giác cám nó đủ mềm thì thôi. Cứ từ từ nước các bác nhé. Các bác đừng cho nhiều quá. Đấy, cứ từng tí một. Đấy, khi nào các bác thêm mềm vừa là được. Mồi mà nó bị nát quá đấy. Các bác cảm giác nó nát quá, ví dụ như này thì các bác cứ nhào. Đấy, miết chặt tay vào cái thành chậu này. Miết chặt tay với cám vào thành chậu này. Cái mồi ắt nó sẽ, cái độ cái dính nó sẽ dính vào nhau các bác nhé. Còn em thì thường em câu mồi rất là mềm như này. Em không trộn quá là nhiều, nhào quá là kỹ. Đây là cục mồi. Một buổi câu thì em thường em chỉ câu được hết tầm này mồi các bạn. Đấy. Một cục mồi này tầm khoảng chưa đến một lạng mồi đâu. Em câu thường qua 2 tiếng đến 3 tiếng rồi mà. Có nhiều thời gian đâu đi câu đâu. Thế là cứ loanh quanh luẩn quẩn gà què ăn quần cuối say. Nhiều bác cũng bình luận trên kênh rồi. Sao suốt ngày thấy câu một vài điểm mà quen thuộc kiểu gà què ăn quần cuối say, các bác thông cảm. Em gọi là chủ yếu là đi cái thứ nhất phục vụ đam mê và cái thứ hai là phục vụ những cái bác nào yêu câu cá chân chính. Những bác nào yêu câu cá chân chính thì cái nói chung là khám phá cũng là một phần trong câu cá, nhưng mà nói chung cái đấy để thời gian các bác nhé. Thời gian nào em có điều kiện hơn, điều kiện và thời gian hơn thì em sẽ tiếp tục đi khám phá những điểm câu mới chia sẻ với các bác. Đấy. Còn bây giờ thì cứ tạm thời những cái điểm này và phục vụ các bác, cung cấp cho các bác những sản phẩm chất lượng nhất là được. Đấy. Ok, bây giờ thì câu các bác nhé, cho đầu là câu thôi. Nắng ngồi chỗ này nắng phết đấy, buổi chiều nắng xuyên khoai luôn.
rồi. Chết đó. Úi dồi. Cái như cái đấy. Ui. Ui thối. Ui. Sợ nó phi vào cái máy quay này này. Đập vào da luôn. Ui, con to, con gì? Ui, cái nhìn to mà sao? Chúng nó kéo vào vít cần đi. Nó nhìn cái lại, lại rưỡi, thối, lại ra đây. Ô, hay gì nhỉ? Hai con đầu tiên ra cái hai. Đưa ra với cái cách không thể ngờ tới. Hai con to nhỉ? Con này xem mày còn ra đâu. Mày ra đi. Còn bé tí thì lên. Bé tẹo. Hớt cái dư này. Chắc đây. Được cái nhà em ở gần sông rồi. Gần sông đi này. Mặc dù là rất bận ý. Không có thời gian mấy nhưng mà cứ sắp xếp được đôi ba tiếng là chỉ cần đi tầm khoảng 5 phút ra đến bờ sông rồi chuẩn bị thêm đồ đạc ra, chuẩn bị đồ đạc tầm khoảng 15-20 phút nữa này. Ngồi câu được tầm khoảng tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi 2 tiếng. Còn đi xa thì chắc chắn là không đi được. Đi xa làm gì có thời gian đâu. Đi xa phải đi được ít phải nửa ngày, không phải cả ngày các bạn. Còn đi được 1-2 tiếng thì đi xa làm quái. Cắn đi mày này à, con cô có giết cá nhưng các bác xét đầu nhỏ này nước sâu tầm 3 mét như này em ăn cây trì của em ăn chưa được chắc tầm khoảng chưa được 1 gram xấp xỉ 1 gram tầm đấy đâu. Đồ nhỏ ăn bá cho nhạy. Các bác thì nhìn nhịp nhưng các bác ơi câu nhiều các bác sẽ nhìn nhịp nó sẽ quen nhìn phao nó tín hiệu phao nó báo về đấy nhiều phao nó chỉ nháy rất nhẹ thôi nhưng mình cũng có thể giật được. Tất cả các kỹ năng đều rèn luyện được hết các bạn. Cứ câu xong mình rút kinh nghiệm dần dần. Cứ giật bác, các bác cứ giật bừa đi. Rồi nó sẽ lên. Đấy, nó dần dần nó sẽ quen. Lên liên tục này các bác có phải. Chỗ em chỉ cá này thôi. Nửa nửa thỉnh thoảng làm con cá chim vậy. Nhưng hiếm lắm để con chấm con chép này. Chép to. Cũng có những cái điểm có cá chép nhưng mà nó đi buổi chiều nó nắng nó chiếu thẳng mặt không ngồi được. Vài bữa nữa sắp xếp được thời gian em sẽ đi kiếm vài cái điểm khác cho các bác xem cho nó đã bình nhàn. Nhưng mà theo em nghĩ thì nếu mà đã là cần thú chân chính thì chỉ cần được nhìn giật cá là sướng rồi không các bác. Khám phá điểm mới lạ nó cũng thú vị nhưng mà phải có thời gian. Cứ sắp xếp được thời gian em sẽ đi. Tạm thời thì cứ gà quẩy ăn quấn cối xay các bác nhé. Các bác thông cảm.
em dành thời gian để cắn quái chắc giật rồi. Chết này. Đấy, em dành thời gian để em dành thời gian để làm mồi, tập trung vào làm mồi, đảm bảo sản lượng với chất lượng dành đến các bác xem kênh để các bác ủng hộ. Hiện tại có rất nhiều bác gửi ảnh phản hồi được cá, được nhiều cá và rất cá rất là to, chép trôi chấm đều có hết rồi, em sẽ đăng dần dần các bác nhé, không đăng một lúc luôn được, thỉnh thoảng em sẽ đăng một vài cái, lựa chọn ra những cái ảnh sáng đẹp sẽ đăng lên trên kênh và trên fanpage. Bành này, bành một đốt nó cũng sơi được rồi. Nên có nhiều phết đi, lâu không câu đấy, lâu lắm rồi, từ hồi cái mua cái cần đai hoa này này em không quay trở lại cái điểm này, cống to đai hoa anh Kim. Hôm nay cái đài hoa anh Kim này lần đầu tiên được hạ thủy ở cái chỗ điểm câu này, huyền thoại toàn cá nhưng thỉnh thoảng nửa nửa là con chim, chắc cá chim đây bị mấy cần thú khác bắt hết à. Cái series câu đài nghiệp dư em đang làm ấy thì em sẽ trả lời những cái câu hỏi về cái kỹ thuật câu, rồi thì nói chung là tất cả các câu hỏi các bác nhé. Thì bác nào gọi là mới chơi môn này mà có cái gì thắc mắc cứ hỏi, nằm trong cái phạm vi kiến thức của em thì em sẽ chia sẻ với các bác sớm nhất có thể các bác nhé. Đấy, các bác muốn biết cách xét trục câu cá giết làm sao cho nó phù hợp thì bữa nào em sẽ làm một video chia sẻ với các bác cách xét trục nhé. Bành đi, mũi này bé tẹo, nhiều lắm, môn câu đài nó nhiều cái thú vị lắm, càng tìm hiểu sâu càng thấy kiến thức mình nhỏ bé rồi. Nhỏ cũng lên. Đang mùa cá giết cá nhưng nhỏ, chép nhỏ, nói chung cá gì mùa này nhỏ cũng nhiều, đặc biệt cái giống cá mương khốn nạn, pha mồi thôi rồi. Mày bệnh lên đi, giờ cá bé này, bé này lên được không nhé? Không nhất thiết là phải to, đánh đồ nhỏ lợi thế đấy, nhưng mà nó có cái gọi là cũng có cái nhược điểm, còn nếu đánh đồ nhỏ quá thì vào cá to thì dễ mất. Thế thôi các bác xác định đi đánh, chỉ đi đánh cá giếc rồi xét đồ nhỏ nha, chỗ nào mà chỉ có cá giếc nước nông hoặc là không khó có hàng to đấy, cứ đồ nhỏ mà chơi. Còn nếu mà có cá to thì phải cân nhắc. Nên cách xét đồ rất là quan trọng trong môn câu đài các bạn. Mày này, mãi bị được phát nữa. Con này to. Con này to. Ôi con. Có người gọi điện. Ô
vô lý như tin cào người. Bỏ nghe nặng đi, có túi này ra. Đang cắn mạnh tự nhiên im bặt kìa. Tài thật. Hết giờ cắn thì sao? Giật vẫn đóng đúng đuôi. Nhưng mà nó ra đẹp nên bị đéo. Cong như parabol luôn. Cái chân đi ra xong rồi cắm vào được. Đấy, giờ phải dùng khoan nhỏ, khoan được ra. Đóng cả keo 52 thôi. Cái đấy ngoài cái gì cái alu cái đấy mày gì mày mày ra mấy quán đồ câu nó bán đi không? Kiểu gì chắc có quan trọng đầu bao nhiêu vậy? Quán bán đồ câu nó có hết mà không biết Hải Dương lên được chưa chưa tao lên được đâu lên cho Hải Tân lên được lên qua thằng khu Hoàng ấy lên được không lên được nên để người ta đã lên ta lấy hàng lên từ đấy nước nóng nóng lắm nước nóng kinh khủng ngồi đây thấy nó gập gập nhỉ câu cá mấy hôm nay ăn kém kém kinh khủng này cố đi câu để kiếm cái clip này đi cắn kiếm thì vẫn bình thường nhưng quan trọng nó cắn nha nó không mạnh nhiệt thì nó cũng đây rồi chứ còn cá thì nó cũng vẫn gọi là thỉnh thoảng có con này loại thì đi ăn nó ăn vụng túng làm nhiều mày chờ ấy rồi. Bà Bách lấy nhiều gạo, nhiều thóc ấy. Bà bán cả thóc gạo. Bán cả cám. Bán gạo, bán cám. Cho dịch vụ cần phải có... Phải có... Phải có... Vật, không có vật, đi ngay. Bà thầy đéo này. Vật mới... Vật mới... Cái gì? Ngày nắng nhất trong đợt nắng này. Ngày nắng thật. Gắt. Nhưng mà gần hôm nay không nóng hôm qua. Gần tối có gió hôm qua. Chết rồi. Hôm qua đây. Đấy nhìn cần chưa? Ôi tiếp ra. Ui. Đây là cặp này. Nhất thắng. Đấy là sẽ cần cái nhất đi. To phết. Cần lên được con cá khó đó. Bờ bên kia thì nó lại nó... Bên kia ít cá rồi. Nó ít cá. Không ít chỗ ở. Ủa, thò phải đây. Đéo giờ cái nhóc này nó mất. Trời ơi. Đùa bạn thế. Chết cần. Cần nhưng như vậy đó lên cá. Rú rượi. Cho mày xem. Xem hàng của các ông ấy thôi phê luôn. Tao vào trang câu cá vui của mày. Trang đấy nhưng mà không đăng ở đấy. Tao chưa đăng, không có thời gian để ông câu cá giết này. À nhìn chép ông ấy là nhìn nó phê này. Đây ông phút test bồi đầu tiên ấy. Xong nhá. Đây khách này. Nhiều ông lắm nhưng mà. Đây còn thằng này thì nó khách ruột. Nó to phết này, cào vào người. Đấy chạy mẹ như kiểu ấy. Thế
Ui dạ. Thằng này cũng là fan ruột, cũng là khách ruột luôn. Vào mắt bằng, bằng bằng với mình. Cào mắt. Gặp nước ngay con ca mù. Chấm nè, chép nè, này. Này. Ừ. Nhìn con trôi luôn, chẳng con trôi nào phì. Này, giết này, cái loại nhưng thì không phải cá. Cái loại này nhiều lắm. Mỗi nhưng ở khu vực này thì bao lên cá. Khá là tối các bạn ơi. Muộn, rất là muộn mằn. Chắc bây giờ phải gần bây giờ rồi. Gặp được thằng bạn đây nó ngồi câu đây, anh em ngồi nói chuyện một lúc. Nói chung hôm nay thì câu cá khá là ăn ấy. Cứ ăn theo từng thời điểm một. Mỗi thời điểm nó ăn cho tầm khoảng 15-20 phút gì. Giật được chắc được đâu đó hơn cân cá, gần 2 cân cá, cá nhưng cá bẹt. Cá giếc nhưng các bạn. Thì hôm nay mang cái số cá mang cho hết thằng bạn để về nó ăn. Cá sông ngon mà các bạn. Nó mang về nó làm gì nào. Mang về kho không đi kho. Đồ đạc em chuẩn bị hết rồi. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây các bác nhé. Bạn nào yêu quý kênh thì đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem hơn. Bạn nào muốn trải nghiệm sản phẩm mồi câu cá tổng hợp, câu cá vui bên em thì đừng quên đặt hàng bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại em ở đây hoặc là cái Facebook bên dưới này. Đó. Thì mồi bên em thì là mồi tổng hợp rồi nên các bác chỉ việc về pha với nước và sử dụng thôi nhé. Pha với nước tại điểm câu và sử dụng thôi. Mồi chuyên các dòng cá trắng, đặc biệt là cá chép, cá diếc, cá chấm, cá chui. Thì những cái dòng cá đấy nếu mà có ở khúc sông thì tỷ lệ cao là các bác bắt được nhé. Rồi bây giờ thì bye bye các bác. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.